Có như thế này thì bình yên biết mấy. Dạng quân cờ như một, dạy chi khoát lên người cái danh hảo, để ngang dọc không thể tự do. Tướng rời cung chốt không. Dũng mãnh như xe, cũng có lúc dồn vào cửa địa. Vinh đi, Vinh đi, Vinh đi, Vinh đi. Tôi cho anh câu hỏi cuối cùng để chứng minh cảm giác tôi là sai. Anh sống đủ lâu trong thế giới của em để hiểu những gì em đã trải qua. Và anh cũng ghét nó như mày chơi cái kêu này đau quá. Sao lại bị truy sát? Hay là anh không còn yêu em nữa?